chào bạn, hôm nay ngày 28 tháng 9 năm 2022, shop Hân My xin giới thiệu mẫu Santalong 229. Khung sườn được trang bị khung sườn nhôm mối hàng dãy cá, dây là dây âm sườn, tay đề Shimano, cùi đề đĩa Shimano, cùi đề lip Shimano, lip Shimano. Màu sắc con này là màu bạc, bạc khoai môn nha các bạn nha, bạc khoai môn rất đẹp các bạn, màu nhìn rất là đẹp và sang. Santalong 229 phiên bản của công ty Zan quốc tế nha các bạn nha, phiên bản của công ty Zan quốc tế, do công ty Zan quốc tế hay gọi là Zan số 100 Hải Thượng Lãn Ông đứng ra chịu trách nhiệm phân phối và bảo hành. Bây giờ shop em sẽ tiến hành quay cận cảnh chi tiết cấu hình con xe Santalong 229 cho các anh chị xem. Tay thắng dầu Tetro, tay đề Shimano Altos. Ghi đông bô tăng nhôm, hàng bảo hành chính hãng bởi công ty Zan quốc tế hay gọi là Zan số 100 Hải Thượng Lãn Ông. Tay thắng dầu Tetro, tay đề Shimano Altos. Tên con xe, thương hiệu con xe Santalong 229. Xe được trang bị cấu hình là 2 đĩa 9 lip, 2 đĩa và 9 lip. Tay đề Shimano Altos, tay thắng đĩa dầu Tetro. Ghi đông bô tăng nhôm, bánh 29 nha các anh chị nha, dòng chuyên nghiệp, cuộc Centur, cuộc nhúng Centur, hàng chính hãng, cái cuộc rất đẹp luôn nha các bạn nha. Bộ thắng đĩa dầu Tetro, bộ heo thắng đĩa dầu Tetro, vỏ con xe được trang bị vỏ Kenda, niền Zan, hàng chính hãng này, van vòi hạt gạo. Size vỏ con xe được trang bị size vỏ 29 nhân 2.20, vỏ là 29 nhân 2.20. Sản phẩm được bảo hành chính hãng bởi công ty Zan quốc tế. Hai thắng đĩa dầu, tay đề Shimano Altos, tay thắng đĩa dầu Tetro. Hàng bên mình là hàng chính hãng của công ty Zan quốc tế nha, có hóa đơn đỏ của công ty xuất cho bên mình đàng hoàng. Sườn là sườn nhôm ta lông, mỗi hàng dãy cá, khung sườn nhôm, cốt yên nhôm, yên là yên Zan, khóa cốt yên Santalong 229. Santalong 229 khung sườn nhôm. Xe được trang bị 2 đĩa giò dĩa cốt vuông bạc đạn. Cùi đề đĩa, xe được trang bị cùi đề đĩa Shimano Altos. Cùi đề đĩa Shimano Altos 2 đĩa. Santalong 229 phiên bản 2023. Sơn con xe được trang bị sơn chính MC99. Líp xe được trang bị líp thải chính Shimano, líp thải 9 tầng Shimano, cùi đề líp Shimano Altos mẫu mới nhất luôn nha các bạn nha. Nhìn rất đẹp, nhìn y như cánh tay của một con robot. Cùi đề líp Shimano Altos, sơn chính líp thải chính, cùi đề líp Shimano Altos. Tên con xe, thương hiệu con xe Santalong 229. Hai thắng dầu Tetro, bánh trước bánh sau dùng ti bật tháo mở nhanh, bánh trước bánh sau trợ lực chớn siêu chớn. Tên con xe, thương hiệu con xe Santalong 229. Khung sườn nhôm, màu sắc là nhôm khoai môn sáng. Bánh trước bánh sau dùng ti bật tháo mở nhanh, vỏ Kenda. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995 hoặc 0984649676. Bây giờ shop em quay lại cấu hình con xe một lần nữa cho các anh chị xem. Tay thắng dầu Tetro, tay đề Shimano Altos. Tay thắng đĩa dầu Tetro, tay đề Shimano Altos. Ghi đông bô tăng nhôm, ta lông,
Khung sườn được trang bị khung sườn nhôm mối hàn dãy cá dây âm sườn. Xe mới hàng thùng, 2 thắng đĩa dầu Techo vỏ Kenda, size vỏ 29. Bột nhúng Centaur. Màu sắc là màu khoai môn sáng, vỏ Kenda. Chữ trắng. Van vòi hạt gạo, size vỏ con xe được trang bị size vỏ 29 x 2.20, size vỏ là 29 x 2.20. Khung sườn được trang bị khung sườn nhôm bột nhúng Centaur. Ghi đông bô tăng nhôm dạng hơi uốn cong, tạo tư thế ngồi thoải mái. Tên con xe, thương hiệu con xe Santalong 229. Màu sắc tem tiết rất đẹp. Phiên bản của công ty Gian Quốc tế, do công ty Gian Quốc tế đứng ra chịu trách nhiệm phân phối và bảo hành. 2 đĩa và 9 clip tay đề Shimano Altus, cùi đề cùi đĩa. Cùi đề đĩa Shimano Altus, cùi đề clip Shimano Altus. Cùi đề đĩa Shimano Altus, cùi đề clip Shimano Altus, clip là clip thả 8 Shimano, clip thả 9 Shimano. Màu sắc là con này gọi là màu bạc khoai môn. Bạc nhôm khoai môn sáng. Giá con xe đang được khuyến mãi phần trăm rất nhiều. Con này đang được chiết khấu phần trăm rất nhiều. Các bạn mua xe vui lòng gọi điện thoại số điện thoại 0937009995 chào bạn.